Vì cuộc đời là một hành trình dài, tại sao chúng ta không thử gác lại những bộn bề cuộc sống ngoài kia để cho phép bản thân mình được nạp lại năng lượng và rồi viết tiếp cuộc hành trình của riêng mình. Nổ máy lên để những bánh xe đưa ta đi khám phá, đưa ta đi du ngoạn những điểm trời mới trước khi đôi chân kịp mỏi. Nghi Sơn, một xã đảo nhỏ nhưng lại sở hữu cho mình phong cảnh thiên nhiên thực sự hấp dẫn, nơi chứa đựng những dãy núi nhấp nhô màu lá hay bãi biển xanh ngát với bờ cát trắng trải dài. Đó cũng chính là điểm đến của chúng ta ngày hôm nay, cùng người bạn đồng hành Toyota WeGo thế hệ mới. Trải nghiệm phong cảnh kết hợp đánh giá xe. Các bạn thích điều này chứ? Ra đến đường cao tốc để tiến tới bán đảo Nghi Sơn ở Thanh Hóa thì chắc chắn rồi anh em sẽ phải đi qua những cái cung đường nội đô. Và thực sự và chia sẻ với các bạn là Toyota WeGo là một cái chiếc xe nó vô cùng phù hợp để chúng ta di chuyển ở trong nội đô, bởi chúng ta có một chiếc xe rất nhỏ, linh hoạt. Lúc nãy mình có đón anh em và cầm xe trong những ngày vừa qua ấy, thì công nhận là mọi cái diễn biến và chuyển hóa của cái việc luồn lách đi trong phố nó thực sự là đơn giản mọi người. Bán kính quay đầu loanh quanh tầm 4,5 m, chiều dài tổng thể của cả xe chỉ khoảng hơn 3,7 m. Đi vào trong ngõ, đi vào trong những cái cung đường chật hẹp, vô tư. Cái này là một cái điểm vô cùng lợi thế của những cái chiếc xe cỡ nhỏ như kiểu WeGo. Nhưng bên cạnh đấy thì như các bạn có thể nhìn thấy ngày hôm nay ở ekip xe hay thì vẫn luôn luôn nổi tiếng là những anh em với cái vóc dáng rất là to, toàn mấy ông 1,8 m, rất là nặng. Nhưng các bạn cứ thử nhìn vào phần không gian mà xem, công bằng mà nói với một chiếc xe nhỏ như thế này, một chiếc xe đến từ Nhật mà chúng ta có không gian có thể nói là ngồi khá là thoải mái. Bên cạnh đó thì với việc vận hành ở trong đô thị thì chắc chắn rồi chúng ta cũng không đòi hỏi được những yếu tố liên quan tới vấn đề cao siêu, cảm giác lái hay sức mạnh động cơ gì, có phải không ạ? Vì thực tế ở trên chiếc WeGo này với động cơ 1.2 thì nó là khá là vừa phải khi đi ở trong nội đô, mọi thứ nó diễn ra một cách tuần tự và êm ái. Và dĩ nhiên thì khi vận hành ở trong phố thì không chỉ có phần về kích thước mà chúng ta cần quan tâm, mà còn một yếu tố nữa đó chính là về cái tầm quan sát ra phía bên ngoài. Thì tại thời điểm này như cái vị trí mình đang ngồi ở đây, vị trí ghế lái, thì ở trên Toyota WeGo nó vẫn giữ lại được cái ưu điểm của thế hệ trước. Đó chính là chúng ta có một cái tầm quan sát ra phía bên ngoài thoáng, trụ A được đặt cao lên phía trên và nó tương đối là mỏng. Mặc dù nhá, gương là được gắn ở trên trụ A đấy, nhưng chúng ta chỉ có đôi chút cái điểm mù nhỏ nhỏ ở phần 3/4 bên phía tay phải thôi, còn ở phía bên tài xế thì khá là ổn. Chỉ duy có một vài thứ cũng có thể được xem là điểm trừ ở trên chiếc WeGo này. Lấy đơn cử như khi các bạn dừng đèn đỏ mà các bạn để ở đây bình thường, các bạn đặt phanh thì các bạn sẽ nhận ra được là nó khá là rung, từ phần động cơ hộp số nó làm các cái dao động nó vào khoang cabin tương đối là rõ rệt. Nhưng mà chuyển sang N thì nó sẽ đỡ hơn, và khi các bạn về P thì nó lại trả lại được cái trạng thái êm. Bên cạnh đấy thì cái phần camera lùi ở trên chiếc WeGo có cái phần góc đặt camera hơi thấp và trũng xuống đường. Chính vì vậy thì nhiều khi là nó sẽ không cho được cái tầm nhìn ở phía đuôi xe được bao quát, nó chỉ là rõ ràng ở cái khu vực góc cận, tức là góc gần nhất với ở cái phần ba đờ sốc đằng sau thôi. Và sau khi rời khỏi khu vực nội thành Hà Nội rất đông đúc, một nơi rất phù hợp với cả chiếc WeGo, thì chúng tôi sẽ bắt đầu bước lên cao tốc Ninh Bình, một con đường cũng rất quen thuộc đối với cả anh em ở khu vực Hà Nội. Thì trước đây, từ Hà Nội đến Thanh Hóa đâu đó chúng ta mất độ khoảng cỡ 2 tiếng rưỡi cho đến khoảng 3 tiếng di chuyển, nhưng bây giờ thì khác rồi nhá. Tất cả đường đi là đường cao tốc, hết đường Ninh Bình là chúng ta xuống đường Mai Sơn Cao Bồ đi thẳng là vẫn là cao tốc Ninh Bình Thanh Hóa. Đó, tức là cái thời gian của chúng ta được rút ngắn lại rất nhiều, và quan trọng hơn là đi đường cao tốc nó dễ chịu hơn rất nhiều so với việc đi đường quốc lộ. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 vừa được khánh thành vào ngày 30 tháng 4 vừa qua là một công trình trọng điểm của quốc gia với tổng vốn đầu tư vào khoảng 12.000 tỷ, chiều dài hơn 63 km và chạy qua 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Mặc dù được thiết kế với quy mô 6 làn xe và chiều rộng khoảng 32 m, vận tốc thiết kế 120 km/h,
Tuy nhiên, thực tế hiện nay giai đoạn đầu đưa vào hoạt động chỉ có 4 làn xe, rộng 17m và tốc độ vẫn bị hạn chế ở mức 80 km/h. Có thể nói, kể từ khi thông xe thì tuyến cao tốc này đã góp phần rút ngắn đi thời gian di chuyển từ thủ đô Hà Nội tới Thanh Hóa chỉ còn 2 tiếng thay vì 3 tiếng đồng hồ như trước đây. Và cũng ở trong giai đoạn đầu, chủ đầu tư cũng chưa tiến hành thu phí đối với các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này. Công bằng mà nói thì để chạy chiếc WeGo trên đường trường, đường tốc độ cao thì chạy được, không có vấn đề gì ở đây cả. Nhưng các bạn cũng sẽ phải chấp nhận vấn đề là chúng ta có một cái cỗ máy chỉ là 1.2 lít thôi, 87 mã và 113 Nm moment. Những cái con số thực sự mà nói nó không phải là những con số để các bạn có thể cảm nhận được cái sức mạnh hay cái sự thú vị gì ở cái vấn đề lái này đâu. Nó sẽ phù hợp chính vẫn là ở trong nội đô. Còn khi mà chúng ta ra đường trường, ví dụ như hiện tại chúng tôi đang đi với giải tốc vào khoảng 90, dụ vọt lên sang hết này, động cơ gào rõ ràng rồi, cái này không thể tránh khỏi. Nhưng cái tiếng gào này thực sự nó không đến mức mà nó phải là gồng mình đi, nó cũng không đến mức là nó bị một cái trạng thái quá khó khăn. Cũng phải thừa nhận là cái hộp số CVT ở trên chiếc WeGo nó làm việc khá là tốt, đặc biệt ở những cái giải nước hậu. Ngoài ra thì cũng ở trong cái giải tốc 90 km/h, nãy giờ mình cũng có để ý thì cái hộp số này nó cũng sẽ giúp cho chiếc xe nó tiết kiệm hơn khá nhiều, bởi chúng ta có một chiếc xe nhỏ, động cơ nhỏ nhưng đang phải chở trên mình là 4 người lớn. Một cái xác xe như thế này thì rõ ràng tí tấp nhanh nó không phải là một con số quá tối ưu. Nhưng nãy giờ chạy 90 thì cái giải tour nó chỉ loanh quanh nhỉnh nhỉnh vào khoảng 1.600 vòng trên phút, cũng không phải là quá cao đó. Thì nó cũng là một con số giúp cho chúng ta cảm giác là nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và tiết kiệm như thế nào thì lát nữa đến Nghi Sơn mình đổ xăng thì mình sẽ thống kê được một con số cụ thể là từ Hà Nội đến Nghi Sơn thì bao nhiêu tiền xăng. Cũng nói ở trong vấn đề tiền xăng thì cũng chia sẻ với mọi người là ở trên chiếc xe này, với cái chuyến hành trình lần này thì chúng tôi sẽ không chạy theo phong cách nó tiết kiệm cực đoan, nhưng cũng sẽ không chạy theo phong cách nó quá thoải mái. Vì chúng tôi hiểu một điều là WeGo không phải là một mẫu xe sinh ra để chúng ta có thể gọi là đi đường trường nó thường xuyên, mà chủ yếu vẫn là trong đô thị nên nó không tối ưu cho vấn đề đó. Nên chúng ta sẽ đi ở cái giải tốc nó hợp lý với cả chiếc xe thôi, loanh quanh tầm 8-90 quay đầu thôi, cũng không cố gắng đi hơn để làm gì cả. Đi đúng như cái tốc độ mà chiếc xe nó được sinh ra. Và khi đi ở trên đường trường ấy, thì bên cạnh cái phần sức mạnh phần đó là khá là ổn ở trên WeGo thì cũng có một cái, đó chính là khi các bạn đảo làn đó thì WeGo nó cũng đem lại cái cảm giác khá là chắc chắn từ cái hệ thống treo và cái khả năng cân bằng ở trên chiếc xe này. Tất nhiên là tham chiếu ở trên cái khía cạnh các cái đối thủ trong cùng phân khúc thì ở trên WeGo các bạn đi nhanh, các bạn đi qua gờ giảm tốc thì các bạn cũng sẽ nhận ra một điều là cái treo của nó cũng sẽ hơi cứng cứng hơn một tí. Mọi cái dao động và cái hấp thụ từ bề mặt đường ngồi trong xe là các bạn cũng có thể cảm nhận một cách tương đối là đầy đủ. Về độ ồn khi đi ở trên đường trường, ví dụ như hiện tại chúng tôi đang đi với giải tốc 100 km/h thì đây, anh em nghe có thể có mic, sẽ không cần phải nhiều lời đúng không ạ? Các bạn trực tiếp cảm nhận. Đó, và bên cạnh đấy thì đi ở trên đường trường, những cái chức năng như cảnh báo điểm mù, những chức năng vốn thường nghĩ là nó hợp ở trong phố thì nó cũng phát huy rất tốt cái tác dụng của mình, đặc biệt là khi các bạn cần chuyển làn. Chỉ có điều hơi tiếc là cũng ở trong cái quá trình vận hành ở trên đường cao tốc thì chúng tôi nhận ra một số cái vấn đề nhỏ nhỏ gọi là có thể cải tiến được ở những cái phiên bản tiếp theo ở trên WeGo. Ví dụ như là xe này thì nó không có cruise control, nên là nãy giờ đi là cũng anh em cũng hơi mỏi chân một tí so với cả những cái xe mình đã đi mình quen kiểu cruise control thì xe này nó không có. Bên cạnh đấy thì bệ tì tay nó cũng không có nốt nên thành ra là mình bị cái cảm giác là hơi trống trải ở cái khu vực tay phải của mình. Như vậy là sau khoảng 3 tiếng di chuyển thì anh em chúng tôi đã có mặt ở bờ biển Hải Lĩnh, tức là còn cách Nghi Sơn chừng 10 km nữa. Nhưng ở đây đẹp quá mọi người, nên là muốn dừng lại để cùng mời mọi người ngắm cảnh cùng anh em trai nhé.
cách thủ đô Hà Nội chừng khoảng 200 km với đường cao tốc mới mở thuận lợi, bán đảo Nghi Sơn đang dần trở thành một điểm đến lý tưởng với thiên nhiên hoang sơ, du lịch biển theo phong cách trải nghiệm và khám phá. Một trong những địa điểm nổi bật mà các bạn không nên bỏ qua khi ghé qua Nghi Sơn đó chính là khu sinh thái Bãi Đông. Với địa thế vươn mình ra biển, nước sâu có màu xanh trong với những hàng cát trắng trải dài, Bãi Đông có thể được xem là một viên ngọc thô của bán đảo Nghi Sơn. Ngoài ra, khi đến với Nghi Sơn thì bạn cũng đừng quên thưởng thức những món hải sản mang giàu tính truyền thống và địa phương nơi đây như ốc hương, mực nhảy, cá bạc má, mực một nắng. Hoặc bạn cũng có thể ghé qua những khu chợ làng chài được họp vào mỗi buổi sáng sớm để mua cho mình những món hải sản tươi ngon và đầy hấp dẫn. Như vậy là chúng tôi vừa mới hoàn thành một chuyến đi rất ngắn nhưng cũng đầy thú vị cùng chiếc Toyota WeGo từ Hà Nội tới Nghi Sơn. Và sau đây sẽ là tổng kết một vài chi phí để cho mọi người có thể tham khảo. Đầu tiên là về tiền xăng. Thì ở Hà Nội chúng tôi đổ đầy bình chiếc xe này với cái dung tích vào khoảng 34 lít. Đổ hết 760.000 thôi mình xông xanh, mình làm tròn hẳn lên 800. Và đến Nghi Sơn sau khoảng một cái quãng hành trình dài có lên dốc, có đi cao tốc, có đi đường trường với đầy đủ các loại cung đường và với phong cách đạp ga có thể nói là thoải mái, dư dả, vận tốc trung bình cũng tầm loanh quanh 90 km/h. Thì tổng km mà chúng tôi đã đi được là 270 km. Và đến lần đổ xăng thứ hai, tức là lần gần đây nhất, là đổ hết 420.000. Tức là tổng cái quãng đường chúng tôi đi được là 270 km với 420.000, tức là tính ra đâu đó vào khoảng 1.500 cho 1 km và khoảng 6,5 lít cho 100 km. Đó, thì không biết mọi người thấy sao về con số này, với mình thì khá là tiết kiệm đấy chứ, đúng không ạ? Tiếp theo là về vấn đề ăn ở. Thì tiền ăn ở Nghi Sơn và Hà Nội từ cái quãng đường chúng tôi đi ấy, là hết ăn sáng và ăn trưa đâu đó tính đến thời điểm này là hết 1,5 triệu, thêm 200 cả đi cả về, mình tính cả chiều về đi, 200 cả đi cả về cao tốc Ninh Bình Hà Nội 110 km, 110.000 một chiều, hai chiều là hơn 200, tức là tính tổng cả cái chuyến đi loanh quanh vào khoảng hơn 2 triệu, nhỉnh 2 triệu cho 5 người. Đó, một con số mà có thể nói là khá hợp lý để chúng ta có thể cân nhắc cho một cái chuyến đi khám phá camping, có đúng không ạ? Đó là về phần chi phí và về các thứ liên quan tới cái hành trình vừa rồi, những hình ảnh đẹp, rất đẹp gửi tới mọi người. Tiếp theo là về tổng quan về Toyota WeGo. Thì thế này, đặt trên quan điểm của cá nhân mình, Toyota WeGo là cái mẫu xe mà các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc được. Chúng ta có một mẫu xe hatchback hạng A 405 triệu, đây là phiên bản G, phiên bản cao nhất. Tức là ở thời điểm này khi chúng ta tính cả cái chi phí là ưu đãi lệ phí trước bạ này hay những cái ưu đãi từ phía Toyota, ví dụ là mua xe chỉ từ 57 triệu thì cái tổng cái số tiền mà chúng ta chi ra để sở hữu chiếc xe này ra biển loanh quanh tầm hơn 450 triệu cho một chiếc xe Nhật nhập khẩu lại của Toyota, bền, lành, giữ giá. Tiếp theo thì ở trên WeGo hoàn toàn mới ở đây ấy, thì cũng không thể phủ nhận được một vài những cái điểm có thể nói là tiêu biểu của mẫu xe này. Ví dụ như cái phần thiết kế sắc sảo, đổi mới, nó trẻ trung hơn, nó cá tính hơn rất nhiều. Và những cái trang bị đi kèm phong phú hơn, nó không còn là một chiếc xe quá đơn điệu như trước đây nữa. Tất nhiên là sẽ không có một cái sản phẩm nào là hoàn hảo cả, chúng tôi thì vẫn luôn luôn giữ cái quan điểm đó. Và đối với cả WeGo thì cũng không phải ngoại lệ. Tất cả những ưu và nhược điểm của mẫu xe này thì vừa xong, ekip của Xe2 cũng đã chia sẻ lại với mọi người một cách khá đầy đủ và tròn vẹn. Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Và không biết mọi người thấy sao về Toyota WeGo và phong cảnh nơi đây thì có thể để lại comment ở phía bên dưới nhá. Còn bây giờ, cảm ơn mọi người và xin chào, hẹn gặp lại.